Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Blog Tâm Sự. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2013, có một số phụ nữ chọn nghề massage để phục hồi thể lực tinh thần và thường ít khi đi một mình mà thường là rủ nhau đi đến từ 2 đến 4 người. Trước tiên là họ tụ tập ăn uống, sau cùng thì chiêu đãi nhau món xoa bóp, bởi vì họ bắt đầu có tiền và ít nhiều cũng đã thành đạt trong cuộc sống. Chơi hết mình, hưởng thụ hết sức là phương châm mà họ đặt ra. Theo lời tâm sự của một chàng trai có thâm niên trong nghề, nếu khách hàng nữ vào đây đặt nhân viên nam massage thì thường là có nhu cầu thỏa mãn cái kia. Nhất là những chị ở độ tuổi xồn xồn, thường thì chúng em không cần hỏi trước, cứ thế mà làm nếu khách không từ chối. Và cũng chính vì như vậy, rất nhiều hệ lụy đã phát sinh khiến cho nhiều người không khỏi bàng hoàng. Kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi chương trình ngay sau đây. Trong các cuộc chơi, các quý bà xồn xồn có xu hướng chi đẹp, có khi còn hơn đàn ông. Một lần massage nam, chuyện bo không chỉ vài trăm nghìn đồng mà có khi cả con xe đẹp nếu cậu nhân viên kia biết bấm đúng huyệt. Biết khen tặng một câu xã giao sau khi rót ra một ly rượu, cậu bé lễ tân có thể được bo cả triệu đồng. Có rất nhiều địa chỉ massage có đàn ông làm, đầu tiên phải kể các tiệm massage chân nhan nhản khắp Hà Nội. Theo những người có kinh nghiệm về massage, đàn ông làm cho đàn bà mới tốt cho sức khỏe vì âm dương điều hòa. Những tiệm massage chân này lúc nào cũng đông chật người. Đàn bà đi theo từng nhóm một, họ đến nằm chung một phòng, buôn chuyện và thư giãn sau một ngày làm việc. LTH 42 tuổi, nữ giám đốc một doanh nghiệp, đã có lần cùng với đối tác làm việc trong phòng massage. Công việc gặt hái khá thuận lợi, mà tinh thần sức khỏe cũng thoải mái. Thế là thành lệ cứ sau vài lần tiếp đối tác xong, sau tăng 1 ăn trưa thì tăng 2 sẽ là massage. Chị bảo đi massage chân về ngủ rất ngon. Lúc ông xã đi vắng thích chỉ cần nhấc điện thoại là 20 phút sau có trai trẻ liền. Bọn này nếu mình thích chuyện kia là chúng ok đấy. Nếu không chúng chỉ bấm đúng cái huyệt sung sướng thôi. Chị kể mỗi lần massage chân giá 120.000 đồng, không kể tiền bo. Tiền bo có thể từ 100 đến vài trăm nghìn đồng. Còn đi massage body như ở khách sạn ERI thì giá tiền sẽ đắt hơn, một lần là 350.000 đồng, chưa kể tiền bo cho nhân viên. Những công đoạn ban đầu về massage chân đều giống nhau, tuy nhiên nói là massage chân, song thực tế khi vào đây, nếu khách yêu cầu không chỉ massage chân thì các bước đều tiến hành tương tự như massage body. Cũng ấn huyệt lưng, vai, đầu, đặt đá nóng lạnh để chăm sóc sức khỏe. Và với bàn tay rắn giỏi của cậu trai 18 đôi mươi, cơn mỏi mệt quả thật đã bị xua tan một cách nhanh chóng. NTV 24 tuổi, quê Thanh Hóa, là nhân viên của quán massage chân trên phố DVT chia sẻ. Nhiều bạn bè của cậu đã chấp nhận làm người tình trẻ của nhiều cô bác đáng tuổi mẹ mình để kiếm sống. Hầu hết những khách quen đến quán massage, khi đã quen mặt, quen tay thì thường chọn một đối tượng là nhân viên ruột của mình. Nếu khách hàng yêu cầu làm những việc tế nhị khác rét thì phải trả thêm 300.000 đồng. Phải làm cho khách mê mẩn để không chịu nổi. Nghệ thuật kiếm tiền sướng là ở chỗ đó. Hầu hết các khách hàng khi lên đỉnh chót vót mình mới ăn tiền. Dạo qua các nhà hàng massage có thể thấy rõ, lượng khách nam nữ đến đây khá cân bằng. Song cũng bởi có cung thì có cầu, nên trong gói dịch vụ massage nam nữ có khá nhiều vấn đề nảy sinh đằng sau cụm từ chăm sóc sức khỏe, cân bằng âm dương. Có một số quý bà vì nhiều lý do khác nhau dẫn đến chuyện khao khát nên tìm đến massage với những ý đồ không lành mạnh. Một nhân viên massage tại một cơ sở phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, làm nghề này phải kiên trì và biết đạp lên chuẩn mực đạo đức mà sống. Ngày nào cậu ta cũng phải chứng kiến hình ảnh một phụ nữ khỏa thân nằm sấp để cậu ta ngồi hẳn lên đùi, dùng hai tay xoa khắp cơ thể. Những người trong nghề như cậu ta cũng còn e ngại khi chia sẻ với người khác, thì làm sao mà trách được người ngoài hiểu sai. Nhiều quý bà đi massage còn chủ động yêu cầu nhân viên nam, thậm chí còn nói thẳng ra là muốn được nhân viên làm chuyện kia. Có quý bà tên Quy còn ôn nghèo kể khổ rằng chồng đã già nên không đáp ứng được, nếu chiều bà ta thì muốn gì cũng được, khiến cho nhiều nhân viên nam mới vào nghề sởn da gà. HTL, quê Thái Bình, chàng trai sở hữu ngoại hình như hot boy bắt đầu câu chuyện kể về cơ duyên đến với nghề massage cho quý bà bằng giọng trầm buồn. Lần đầu tiên em massage cho một bà trạc tuổi U40, đang tận hưởng cảm giác khoan khoái thì bà ta yêu cầu tắt đèn. Anh bảo
có mỗi ngọn đèn leo lét trong phòng, tắt đi thì chẳng thấy gì. Em không đồng ý vì quy định của cơ sở không cho phép khách hàng là thượng đế mà. Vậy mà, vị khách đáng tuổi mẹ mình luồn tay vào chỗ nhạy cảm của em nói nhỏ: "Chiều chị đi." Sau lần đó em cũng sợ, nhưng cũng hiểu và quen dần với công việc của mình. Sở dĩ dịch vụ massage cho các quý bà được ưa chuộng vì tụi em là dân có học, ăn nói nhẹ nhàng, tình cảm, nên các quý bà ưa thích. Lời chia sẻ tiếp: "Lương cứng của em tầm 2 đến 2,5 triệu đồng một tháng. Tiền mỗi giờ massage là 500.000 đồng. Nghề này giúp L và đồng nghiệp có cuộc sống thoải mái, tiền bạc rủng rỉnh." Chị THL đang làm việc tại một ngân hàng bộc lộ. Cảm giác lần đầu tiên đi massage, lúc đó mình cảm nhận rất rõ bàn tay của anh ta mơn trớn khắp cơ thể. Có một cái gì đó làm mình không sao cưỡng lại nổi. Đó là lần đầu tiên mình có cảm giác khoái cảm dâng trào, bắt đầu cho hàng trăm lần sau này. Khoảng cách và ranh giới của những chiếc quần ngắn, áo ngắn, mặc như không mặc, thì chuyện gì xảy ra, ắt phải xảy ra. Khi khách có nhu cầu và nhân viên đáp ứng được thì sẽ có sự thỏa thuận giữa hai bên để có một mối quan hệ khá sòng phẳng, tiền tình. HTC, một nhân viên tại quán massage trên phố TK kể rằng: "Thường ngày ế nhất quán, em cũng có 10 khách. Những ngày có nhiều khách phải chia sẻ thêm các cơ sở khác. Mỗi ngày C chỉ phục vụ tối đa 4 bà là hết chịu nổi." C chia sẻ: "Phải ân cần và biết chăm chút từng khách hàng, biết tư vấn tâm lý khi khách hàng có nhu cầu trò chuyện. Tận tụy là bất kỳ giờ nào khách yêu cầu cũng phải đến ngay, chậm nhất là 30 phút. Khách hàng giờ nhiều người có nhu cầu từ A đến Z, đó là lời tâm sự của Long, một cậu bé massage ở quán. Long kể: "Em đã có nhiều năm trong nghề, cũng đã làm khắp nơi. Trước đây em làm ở Sài Gòn, mới ra Hà Nội được một thời gian ngắn. Thực ra ở đâu cũng thế, nếu khách hàng nữ vào đây đã cần nam massage thì thường sẽ có nhu cầu thỏa mãn cái kia. Nhất là những chị đã ở tuổi sồn sồn, thường thì chúng em không cần hỏi trước, chỉ thực hiện thôi. Nếu khách hàng từ chối thì chúng em cứ thế mà làm. Tiền boa thì cũng tùy khách, có người sông xanh thì cho nhiều hơn, tiền boa làm thông thường. Ở Sài Gòn thì có nhiều khách quen thường xuyên gọi về nhà. Em mới ra Hà Nội nên cũng chưa có ai cả. Nhưng nếu có khách thì em cũng sẽ đi, xin nghề tưởng nghiệp mà. Làm nghề nào quen nghề đó, nếu chỉ sống bằng tiền lương và tiền boa thông thường thì em không đủ tiền gửi về cho gia đình đâu. Làm từ A đến Z thường thì tiền boa sẽ gấp 10 đến 20 lần. Thôi, vì miếng ăn cũng phải cố thôi." Long trải lòng. Theo lời mời của một người bạn, chị Thùy đồng ý đi hưởng một tiệm massage. Lần đầu tiên đến nơi như vậy, chị Thùy còn e ngại, nhất là khi các nam nhân viên động chạm vào cơ thể của chị. Thế rồi, từ lúc nào không hay chị quen rồi thành nghiện cái món ấy. Cứ một hai lần đều như vắt chanh, chị lại tự mình đến quán và chỉ gọi duy nhất một anh phục vụ. Lâu dần chuyện đi đến Z là không tránh khỏi. Nhưng rồi, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Chị Thùy mắc bệnh phụ khoa lúc nào không hay. Ban đầu khi xuất hiện những vết trượt loét ở vùng kín, nghĩ mình bị nấm nên chị chỉ mua dung dịch vệ sinh về rửa. Dần ra những nốt trượt da lở loét đau đớn khó chịu. Khi đi khám thì nhận được bản án bệnh xã hội. Đau đớn về thể xác vì bệnh xã hội, lo lắng chồng con biết chuyện, chị Thủy cấp tốc tìm đến bác sĩ sản phụ khoa để mong nhanh chóng điều trị và tự nghĩ sẽ chừa không bao giờ dại dột đi sung sướng ở bên ngoài nữa. Quý vị và các bạn thân mến, thay cho lời cảnh tỉnh, với những quý bà đang ăn chơi thác loạn, cuộc vui nào cũng đến hồi kết. Đến một ngày bạn sẽ phải thấy hối hận vì không còn nhận ra những giá trị đích thực của hạnh phúc và sẽ thật đáng thương biết bao khi mà bạn chỉ còn lại một mình với nỗi cô độc. Đó là một kết cuộc có thể biết trước được. Và đến đây thì thời lượng dành cho blog tâm sự cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.